Ngày xưa, ngày xưa, có một chú bé con nhà nghèo nhưng lại vô cùng tốt bụng. Chú luôn sẵn lòng giúp đỡ và yêu thương mọi người. Vì thế, mỗi mùa xuân về, chim chóc lại kéo nhau đến làm tổ hót vang quanh nhà chú bé. Bỗng một hôm, xuất hiện một con cáo. Nó đi đến nhà chú bé để bắt chim én. Én con non nớt rơi xuống và gãy cánh. Thấy vậy, chú bé vội lao ra cứu chim én. Chú chăm cho én ăn và làm cho én một cái tổ mới. Mùa thu đến, khi nhìn lên bầu trời, từng đàn én hối hả bay về phương Nam tránh rét. Én nhỏ lại phân vân, nửa muốn bay theo đàn, nửa lại muốn ở cạnh bên chú bé. Hiểu được lòng của chim én, chú bé âu yếm bảo: "Én cứ bay theo đàn đi, kẻo mùa đông lạnh lắm, mùa xuân ấm áp, én lại về với anh." Nói xong, chú tung én nhỏ lên trời. Én con nhanh chóng tìm được niềm vui giữa bạn bè, nhưng nó không thể nào quên được chú bé. Mùa xuân đến, én con quay trở về tìm ngôi nhà đơn sơ nhưng đầm ấm tình thương của chú bé. Én con reo lên những tiếng mừng vui rồi thả trước mặt chú bé một hạt bầu. Chú bé vui hạt bầu xuống đất. Chẳng bao lâu, cây bầu lớn nhanh như thổi và cho ra một quả bầu khổng lồ. Cả nhà chú bé mới khiêng được một quả. Chú bé bồ quả bầu tiên ra. Ôi, thật kỳ diệu, trong quả bầu toàn là vàng bạc và châu báu. Trong vùng có một tên địa chủ, hắn biết được câu chuyện của chú bé, hắn cũng muốn có được một quả bầu tiên. Vì vậy, hắn bèn tìm cách bắt một con chim én, bẻ gãy cánh rồi giả vờ thương xót chim. Mùa thu đến, khi nhìn thấy những đàn én đầu tiên xuất hiện, hắn ném con én lên trời và bảo: "Bay đi én con, mau đi kiếm hạt bầu tiên về đây cho ta." Con én khốn khổ bay đi. Mùa xuân đến, con én cũng quay trở về và thả trước mặt tên địa chủ một hạt bầu. Tên địa chủ hí hửng đem gieo rồi ngày đêm canh giữ. Khi quả bầu đã ra, hắn sai người khiêng quả bầu về nhà, đuổi tất cả ra rồi đóng cửa lại. Một mình hắn bổ quả bầu tiên, nhưng lạ thay, chẳng thấy vàng bạc châu báu đâu, mà trong quả bầu chỉ toàn là rắn và rết. Rắn rết từ trong quả bầu chui ra, cắn chết tên địa chủ tham lam và độc ác.